Quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 gửi bạn đến một dự án của tôi, một cái ví xa két wallet. Sau khi tham gia chương trình dự án này, các bạn nhận được 46 token có ký hiệu là SBKF là người ta cả các bạn. Đầu tiên các bạn lên chào get ta token này có giá trị nha các bạn. Các bạn gắng làm, cố gắng làm cái dự án này. Rồi đầu tiên các bạn điền mail của mình vô nè. Anh quên, password mình che ra nghe các bạn. Password có cái chữ viết thường, chữ viết qua và chữ đặc biệt, ký hiệu nhân dân nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào ai ấy các bạn, rồi các bạn bấm vào chữ create account các bạn. Nãy quên, nãy bấm register đăng ký verify mail luôn được. Rồi các bạn luôn mật khẩu luôn các bạn. Các bạn chờ đó chút nha các bạn. Ồ, sau khi mình đăng ký, mình tốc cần này có giá trị là 0.1 nha các bạn. Mình đã nhận, mình đã theo khi mình tham gia cái tốc cần ký hiệu là XL coin các bạn. Rồi các bạn làm nhiệm vụ thôi các bạn. Rồi mình xóa đi. Hai nha các bạn. Ý, đứng ngay trời. Bỏ đi các bạn, rồi các bạn click vào ba chữ gạch nha các bạn. Tại thở máy đến kỳ trời. Rồi các bạn login nha các bạn. Này mình quên login nữa. Các bạn đăng ký cái tài khoản, các bạn login nha các bạn. Rồi các bạn lấy chìa khóa vô gạch đây nè. Rồi các bạn vào một xét tin, các bạn điền thông tin của mình vô nha các bạn. Chỉnh sửa thông tin mình lại. Các bạn up lên một chứng minh nhân dân mặt trước mình cái nè, và cái mail, và các bạn bấm email mình mà vào mail verify các bạn, số điện thoại này nha các bạn. Rồi cái mục này mình không hướng dẫn các bạn nữa, các bạn vào đây nha. Mail bạn bấm verify vào xác minh nó mới kích hoạt được cái tài khoản các bạn nha. Rồi các bạn vào mục bao thi nè. Rồi các bạn tải app thì được 25 đồng tốc cần nữa nè. Rồi các bạn verify mail thì được 10 cái tốc cần nữa nè các bạn. Fin. Nè các bạn vô đây làm nhiệm vụ nha các bạn. Để nhận tốc cần thêm nữa các bạn. Đây mình verify mail và số phone kìa. Hiện giờ mình nhận được có bao nhiêu setin nè. Nem thì mình ghi nem mình vô. Quỳnh Nhân Anh rồi. Số điện thoại. Rồi các bạn vào mail mà verify nhé các bạn, để nhận thêm tốc cần nha các bạn. Các bạn chờ chút nha các bạn. Để qua CC3 nha. Rồi, nó gửi về verify mail nữa các bạn. Hợp thứ 9 luôn các bạn. Đâu. Nay mình lỗi chậm, các bạn thông cảm nha các bạn. Support đó nè. Rồi các bạn có màu xanh, các bạn bấm verify mail nha các bạn. Verify mail nè. Và các bạn bấm màu xanh này cũng được nữa. Mở khóa ra các bạn.
Tesla bao du calipo kỹ trợ Very Female cũng nhận được 11 túc cần là 6 tờ. Welcome là 10 nè, vài bớt là 1, 11 nè. Rồi để phải số điện thoại cho nữa các bạn. Thôi các bạn vào báo thi nữa các bạn ơi. Đầu tiên các bạn làm nhiệm vụ mới nhận túc cần nha các bạn. Vincent. Rồi các bạn bấm vào đây nè để nhận thêm túc cần nha các bạn. Câu hỏi chia sẻ một link một người giờ thì các bạn nhận được 10 tốc cần nha các bạn. Video bro bao nhiêu 20 đến 500 tốc cần nè. Inter the link YouTube các bạn chụp màn hình là mà làm nha các bạn. Cái này để mình tìm hiểu sao nha các bạn. Setting mẹ về đi phải mail rồi chị ta ừ về đi phải mail rồi chị ta. Vậy là mình sẽ xác minh nữa nha các bạn. Rồi các bạn xác minh số điện thoại vô nha các bạn. 84. Rồi các bạn verify nha các bạn. Rồi nó gửi cho bạn mã SMS. Rồi mã mất gửi về nha các bạn. Để mình sao chép con mã code này lại các bạn. Mà có này có 60 giây nha các bạn làm nhanh nha các bạn. Trời. Xương thổi chứ. Ba năm chín bốn năm một ba năm chín bốn năm một các bạn vary nha các bạn. Trời ơi trời. Về đi ghi số điện thoại luôn ta. Mở up cái lock cả anh nữa kìa. Máy này chạy chậm thiệt, tức thiệt. Nhảy tầm lâm có bao không trời. Rồi các bạn, quán lít vào bạn chú gạch này nha các bạn. Các bạn vào chú bắt nơi mà lấy ghép chia sẻ cho bạn bè nha các bạn.
Các bạn copy liên kết này chia sẻ cho bạn bè người thân các bạn để nhận 10 top cần các bạn. Rồi vậy video mình kết thúc các bạn ơi.